Hôm nay đang hôm nay là mùng năm, ta đang ở trên cầu Quốc Lý. Trên cầu thật là nhiều người đến và cũng thật là nhiều người đi. Ta sẽ nói ta là một thằng mặc áo đen. Nhiều người nhìn vào cứ tưởng tao như thằng là ngáo men. Ta vừa nhìn thấy một em gái vừa đi qua. Em mày bơi phân bơi sóng trông thật là xinh xắn. Trên người có mặc áo hở dài và mặc váy ngắn. Tao sẽ nói bên kia không biết là quán phở hay là quán ăn. Có một anh chàng vừa khóc dở vì chia tay nam. Dưới kia không biết là con sông hay là con suối. Người yêu thì tao không nhưng mà tao có quả chuối. Tao vừa nhìn thấy một em gái đang selfie và tươi sướng. Mấy cô mấy bác mấy chú đang mang con gà ra nướng. Tao đây là màn kết thúc giờ em freestyle của Hoàng Chứ. Hehehehe